các bạn, ở đây mình có 4 màu của chiếc Samsung Galaxy S3. Thì hai màu, màu trắng và màu xanh thì được bán khi mà mới vừa ra mắt. Thì tháng trước thì Samsung cũng đã giới thiệu chiếc Galaxy S3 màu đỏ. Thì đây là mình có một chiếc Samsung Galaxy S3 màu mới. Thì theo thông tin mình biết thì chiếc S3 màu mới này cũng là màu cuối cùng được bán tại thị trường Việt Nam, đó là màu xám kim loại. 4 màu. Như vậy là sẽ có 4 màu chính thức của Galaxy S3 được bán tại Việt Nam. Ngoài hộp của chiếc S3 màu xám nó kim loại này cũng giống như là 3 màu trước được bán tại Việt Nam. Cũng vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác là màu thôi. Ở đây mình xin khui chiếc hộp này. Đây là màu vừa được vừa có hàng tại Mai Nguyên vào hôm nay. Sản phẩm chính hãng. Thì giá bán của màu xám này cũng vẫn không có gì khác so với 3 màu trước đây. Đây là chiếc S3 màu xám kim loại. Phụ kiện thì vẫn không có gì thay đổi. Gồm có pin, tai nghe, sạc, cáp, đầu tai nghe, sách hướng dẫn sử dụng. Ở đây mình sẽ tháo cái mặt sau. Đây là màu xám kim loại. Máy vẫn có những cái đường vân xước giống như là chiếc Galaxy S3 màu xanh và màu trắng. Màu trắng thì không có vân xước, màu trắng thì giống như màu đỏ, được thiết kế trơn bóng. Riêng màu xanh thì có thiết kế xước rất là đẹp. Thì hiện tại thì cấu hình của máy vẫn không có gì thay đổi so với 3 sản phẩm 3 màu được bán trên thị trường. Do máy thiết kế màu kim loại cho nên là cái viền xung quanh của cái máy được có màu khác biệt, sáng hơn là những cái màu khác. Đây, mặt trước vẫn có các cảm biến và camera trước. Màn hình cảm ứng rộng và một cái nút home. Đây là mặt sau. Cạnh bên tay phải gồm có một nút nguồn, cạnh bên tay trái có nút điều chỉnh âm lượng, vân vân. Thì sản phẩm vẫn được sản xuất tại Việt Nam bởi Samsung. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android 4.0 và sắp tới sẽ được Samsung support lên Android 4.1. Ở đây mình có 3 màu. Galaxy S3 is convenient because